Như vậy tỷ số đã là 3-2. Chúng tôi thật khó hiểu trong tình huống vừa rồi khi mà các thủ Sông Lam Nghệ An lại dừng cả lại. Lỗi. Đó đúng là một tình huống mà thủ môn Nguyên Mạnh đã bị phạm lỗi. Đây là một tình huống mà Sông Lam Nghệ An hoàn toàn phản ứng chính xác. Pha phạm lỗi của thủ mang áo số 5 Thiago đối với Nguyên Mạnh.